thủy một đúng không, rồi có một cái FVB về private cho là tư nhân, rồi một cái quỹ đúng không, một công ty chứng khoán, một cái khác. Nhưng mình thấy là các cái kia rất là nhỏ đúng không? Thực ra cái tập đoàn này thì chủ yếu là họ liên quan đến ngân hàng là chính rồi đúng không? Các cái kia thì chắc là hỗ trợ thêm để hoàn thiện hệ sinh thái ngân hàng đúng không? Giống như ngân hàng Việt Nam thì sẽ có công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm. Thế thì sau vụ SVB thì có ít nhất là gần gần 10 nhà băng tại Mỹ đang chứng kiến tình trạng rút tiền như tương tự như vậy đúng không? Đấy. Và từ khi có lãi suất tăng lên đúng không? Tốc độ cho vay của SVB đã có xuống giảm dần và chậm lại trong năm 2022 và ngân hàng rất là thu hẹp. Đấy. Vì đối tượng khách hàng của ông là công ty khởi nghiệp thì chắc chắn là rủi ro cao rồi. Thì cả tiền số cũng là cao. Trong năm thì động thái bơm tiền mạnh đúng không? Cũng khiến ngân hàng mạnh tay đầu tư vào các tài sản dài hạn đúng không? Và mạo hiểm hơn. Và đây chính là nguyên nhân làm cho SVB bị lâm nạn đúng không? Đấy. Mình cho là cũng có vấn đề khi họ gọi là chuyên huy động ngắn mà cho vay dài. Đấy. Mà họ chết ở đây mình hay gọi là chết thanh khoản. Và bây giờ mà bán ra thì chỉ có chết thôi. Đấy. Thế còn ví dụ chẳng hạn như là nếu mà tỷ lệ nó không lớn, ví dụ như là chỉ khoảng tầm 30 tỷ đô thôi và HTM thôi thì mình nghĩ là không gọi là không trầm trọng đến như thế. Tuy nhiên nếu mà mình để kỳ hạn ngắn thì có khi là cái lãi kiếm được của những năm 21 và 22 thì có khi là rất là nhỏ đúng không? Đấy. Cho nên là bao giờ ngân hàng, lãnh đạo ngân hàng người ta phải cân đối giữa cái chuyện là lợi nhuận và an toàn đúng không? Đấy. Cho nên là nó sẽ xảy ra cái việc đấy. Và thậm chí xét thanh khoản về 43 vẫn thấp hơn rất nhiều ngân hàng lớn ở Mỹ là trên 70% đúng không? Đấy. Tuy nhiên là vấn đề là ở chỗ thanh khoản cái kiểu đường kia đúng không? Ở Việt Nam mình thì mình nhớ là các ngân hàng người ta cũng cũng buộc phải tuân thủ các cái quy định liên quan đến việc là huy động ngắn và cho vay dài là có một tỷ nhất định. Lâu lắm thì không đọc, hình như bây giờ chỉ 30 hay là 40% thì thôi. Đúng không? Nghiêm cấm là dồn hết sang đúng không? Dồn hết sang là rất nguy hiểm. Đấy. Thế thì bây giờ là FVB cần phải thu xếp là một chín thu xếp khoảng 95 tỷ, trong đó thì có 50 tỷ là trái phiếu chính phủ, 25 tỷ liên quan đến hàng hóa CDS đúng không? Rồi 15 tỷ tiền mặt đang có và 5 tỷ là một số các hoạt động tài chính khác nó sẽ đáo hạn trong thời gian ngắn đúng không? Tổng cộng là cái này chiếm khoảng 58% đúng không? Liên quan đến cái tiền gửi này. Thế còn vụ vụ phá sản này thì là lớn thứ hai rồi đúng không? Tất nhiên là nhỏ hơn ngày xưa lên rất nhiều đúng không? Ngày xưa là đến 600 tỷ hơn. Đây có 200 tỷ mà đây cũng cách nhau đến 15 năm rồi và tất nhiên bây giờ size quy mô của tổng Mỹ bây giờ phải lớn hơn ngày xưa đúng không? Đấy. Thế còn liên quan đến cái MBS và theo như báo chí người ta gọi là tương tự như trái phiếu đúng không? Thì khoảng hơn 10 tỷ và cái này là tương tự như là gần như là ngang với cái Fed đi mua một tháng cái gói này đúng không? Trong gói QE và như vậy là có thể thấy là Fed có thể gọi là can thiệp được cái này đúng không? Nên mình đánh giá này còn an toàn. Đấy. Như vậy có thể thấy là ảnh hưởng ở Mỹ hiện nay là người ta tạm thời là vẫn còn gọi là khống chế được. Do đó cái mức độ lan ra các nước gián tiếp như mình là sẽ thấp đúng không? Như vậy là có thể khống chế được. Và mức độ đúng không? Lan ra. Rồi. Thế thì 2 tuần trước khi có một thông tin nữa là 2 tuần trước khi FDB giảm 6% trong tạm giao dịch vào ngày 10 tháng 3 thì CEO là của ngân hàng là ông Greg gì đấy đúng không? Baker đã bán ra 3,6 triệu đúng không? Đô la cổ phiếu. Tất nhiên là cái này là đệ trình từ 26 tháng 1 mà rất có thể đây là giao dịch nội gián đúng không? Đến giờ thì người ta vẫn đang điều tra và nghi ngờ thôi. Trong 5 năm qua ấy, thì quy mô của FVB tăng 4 lần đúng không? Như vậy là tốc độ gọi là tăng còn là siêu nhanh. Quý 1 của năm 22 thì có 60 tỷ tiền gửi. Đấy. Đây chắc là quý 1 của năm 20 rồi đúng không? Mình ghi nhầm. Và đến 2 năm sau đúng không? Là lên khoảng 200 tỷ. Vâng, tăng siêu nhanh và nếu mà lùi 2-3 năm trước thì chắc là rất là nhỏ. Thế thì đây kỳ hạn siêu dài rồi đúng không? Tất nhiên là trái phiếu chính phủ Mỹ thì được coi là gần như là cái tài sản đấy là cực kỳ an toàn và không có khả năng là vỡ nợ cái đấy. Vỡ nợ đây là chẳng qua là ông đầu tư vào sai vấn đề và sai thanh khoản là bản thân giá trái phiếu cũng có thể sẽ dao động đúng không? Chứ không phải là đứng im. Vâng, từ 27 tỷ và như vậy là từ hồi năm 20 là có 27 tỷ và đến cuối 21 là 128 tỷ. Vâng. Không có gió với nợ nhưng mà lệch fair value đến tận hơn 17 tỷ đúng không? Tất nhiên là sẽ gồm cả IFS nữa. Chủ yếu là HTM thôi. Vì thực ra IFS thì hàng hàng quý là được gọi là định giá lại rồi. Và lỗ là lỗ. Thì khách hàng người ta cạn tiền và người ta muốn rút về đúng không? Tiền gửi giảm từ quý 3 gần 200 tỷ đến nay còn 173 tỷ đúng không? Và lãi suất đồng đô thì tăng. Chi phí huy động vốn khó khăn đúng không? Đấy. Trong khi cái chiều ra là chiều chiều ra là đã bị fix vào cái trái phiếu 10 năm rồi. Trong khi đầu vào đây huy động thì càng ngày càng tăng lên so phép tăng lãi suất nên là cực kỳ khó khăn. Năm 23 thì người ta dự báo tiền gửi sẽ giảm, nếu chúng ta họ họ dự báo năm 23 là giảm tiền gửi sẽ giảm 5% và đến tận 8 tháng 3 họ dự kiến là sẽ giảm đến tận hai con số, do đó thì càng hoảng loạn hơn. Và tại ngày 23 thì FVB đã bán ra trái phiếu là 21 tỷ và ghi nhận mức lỗ là tỷ 8. Vâng, tỷ 8 tức là đến hơn 8% rồi, gần 9% rồi. Và mong muốn là huy động 2,25 tỷ vốn mới đúng không? Sau khi này đúng không? Đây là gây ra sự hoảng loạn này. Sau khi kế hoạch bán trái phiếu và thông báo đưa ra thì giá cổ phiếu đã giảm đúng không? Và buộc ngân hàng phải hoãn kế hoạch đúng không? Mà công ty bảo hiểm khuyên là rút tiền khỏi EVB cuối cùng thì mới thành như này. Tại quan thì có 100 tỷ thuộc quy mô vượt quá giới hạn đúng không? Đấy. Rất nhiều đúng không? Tám mấy phần trăm này. Người gửi sẽ không được bảo hiểm và sẽ nhận được một khoản những người không được bảo hiểm sẽ nhận được một khoản trả trước đúng không?
Và đến thứ hai tức là đến ngày hôm nay đúng không, là 13 tháng 3 khách hàng sẽ được tiếp cận tiền gửi, các đối tượng còn lại sẽ nhận được một giấy xác nhận là họ được chia tiền sau khi phân tích thanh lý các tài sản của FVB đúng không? Vâng, trước đấy thì Silvergate Capital đúng không cũng bị rơi mạnh rồi mới đến FVB đúng không? Ngân hàng này cũng bắt nguồn từ tiền số nhưng phản ánh là danh mục đầu tư thua lỗ vì có áp lực về tăng lãi suất. Phiên hôm qua thì một số cổ phiếu ngân hàng cỡ trung như là First Republic Bank đúng không, và Sanlitec Bank cũng đã tạm ngừng giao dịch vì giá giảm quá sâu. Cuối cùng thì Sanlitec Bank đã bị tịch thu. Sáng nay là thông tin đã hiện lên hết rồi đúng không? Là ngân hàng thứ ba dính vào vùng này. Đây, và theo theo thông tin đây nhé, là tại toàn bộ các ngân hàng được gọi là phân tích bảo lãnh đúng không? Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ tính đến quý 4 năm ngoái tổng số lỗ chưa thực hiện trên danh mục đầu tư chứng khoán là 620 tỷ. Ví dụ như chẳng hạn như là của FVB là khoảng 15 tỷ thì tổng các ngân hàng Mỹ là 620 tỷ, mà chúng ta thấy ở đây cái thông số là tổng vốn chủ của các ngân hàng Mỹ là 2.100 tỷ. Đúng không? Đấy là mình lấy không biết là có chuẩn hay không nữa. Đấy. Là 2, nhưng mà ở chỗ này đã là 620 tỷ, tức là đây đã đến 30% rồi. Như vậy là số lỗ là vô cùng lớn đúng không? Và nếu trong năm nay đúng không? Năm 23 này và Mỹ tiếp tục tăng lãi suất tiếp đúng không? Có thể thậm chí chạm 6% thì rất có thể giá trái phiếu còn phải rơi thêm ít nữa, và mức lỗ này có thể sẽ còn lớn hơn. Như vậy có thể thấy ảnh hưởng gọi là gồng lỗ đúng không của các ngân hàng Mỹ là đang khá lớn đấy. Vâng, như vậy là cực kỳ nghiêm trọng. Mình đọc thoáng thoáng qua thì như là BOA đúng không? Ngân hàng lớn thứ hai Bank America thì đâu hơn 100 tỷ trong cái lô 600 tỷ này đúng không? Như vậy là rất nhiều ngân hàng Mỹ là mua trái phiếu ngắn hạn và giữ tiền mặt đúng không? Tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc là thu nhập sẽ giảm xuống đúng không? Nếu mà chúng ta mua ngắn hạn thì dễ rồi đúng không? Cái thu nhập lại giảm. Đấy. Ở đây thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã phát hành thông báo, đây những thông tin sáng nay nhé, mình đọc lại được nhé, là cùng với Bộ Tài chính Mỹ này đúng không? Fed và công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang Felix này đã tuyên bố nhấn mạnh rằng là người gửi tiền tại FVB sẽ được quyền tiếp cận tất cả các số tiền mà họ bắt đầu từ ngày hôm nay đúng không? Ngày 13 tháng 3. Và đồng thời người nộp thuế sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào liên quan đến cái giải pháp giải quyết hậu quả của FVB. Như vậy có vẻ thấy là cái biện pháp này là gần giống Việt Nam. Đúng không? Để gọi là củng cố niềm tin giống như vụ SCB đó. Tức là ban đầu thì luật đã bảo là 200 dưới 200 nghìn bảo hiểm trên 500 nghìn tao không bảo hiểm hết đúng không? Nhưng bây giờ thì sợ là hỗn loạn đúng không? Sau đó họ tuyên bố là sẽ được quyền tiếp cận tiền của mình đúng không? Sau đó Banh thì cũng cũng thế đúng không? Ngân hàng liên quan tiền số bị phê định tiếp quản đúng không? Cuối cùng thì chúng ta có một cái chương trình tài trợ có kỳ hạn của ngân hàng đúng không? Cái này của Fed. Và chương trình này thì cung cấp một hỗ trợ lên tới 25 tỷ đô từ quỹ gọi là ổn định ngoại hối, và sẽ cung cấp các khoản vay kỳ hạn đến 1 năm. Thì mình hiểu nôm na giống như kiểu là tái chiết khấu giấy tờ có giá, giúp giảm căng thẳng về thanh khoản. Và nếu muốn vay đúng không thì các ngân hàng cần có các tài sản như là trái phiếu kho bạc này đúng không, đúng cái mà FVB đang cầm, trái phiếu cho cơ quan liên bang phát hành và chứng khoán đảm bảo để làm tài sản thế chấp đúng không? Như vậy là trong trường hợp gọi là thiếu thanh khoản thì sẵn sàng là Fed sẽ có một cái quỹ đúng không? Tất nhiên có thể quỹ này hiện nay trông thì hơi bé, rất có thể họ nếu cần họ sẽ tăng cái quỹ lên. Mình nghĩ là như vậy đúng không? Thế thì rõ ràng là hoàn toàn là họ cũng tăng lên để gọi là chống lại vấn đề thanh khoản, và rõ ràng là khả năng là sẽ chống đỡ được cái vụ này đúng không? Đấy, đến giờ đang như vậy. Thế trong thông báo chung ngày 12 tức là ngày 3 đúng không? Ngày hôm qua thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ đúng không? Bà Janet Yellen và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang ông Powell và Chủ tịch cái công ty bảo hiểm tiền gửi đây đúng không? Cho biết là toàn bộ tiền gửi sẽ được bảo đảm và kể cả các khoản không được bảo hiểm theo quy định của Phoenix đúng không? Và người gửi tiền sẽ được quyền tiếp cận bắt đầu từ ngày hôm nay đúng không? Ngày 13 tháng 3 vào đây đúng không? Tiết mà cả VNFS đã dịch về đúng không? Như vậy mọi người thấy là tới đây đúng không? Tới đây rất có thể là vẫn còn đúng không? Một số ngân hàng vừa và nhỏ nữa đúng không? Giống như SVB đúng không? Giống như cả hai ngân hàng kia nữa đúng không? Giống cả Singer rồi Signature Bank. Và tuy nhiên là có thể là họ sẽ không chế được. Vâng, rất có thể là họ sẽ khống chế được. Và với cách làm là thứ nhất là tuyên bố là kể cả những khoản trên 250.000 đô thì cũng vẫn được tiếp cận tiền của mình. Đấy, thì cái này thì khác gì là nếu ông dính vào SCB nhưng mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng ra bảo là tôi đảm bảo là không có ai mất tiền. Đấy, là như vậy. Trái phiếu doanh nghiệp thì chịu, đúng không? Tiền gửi thì sẽ đã có cái đảm bảo nhất định. Đấy, để gọi là ổn định, đúng không? Hệ thống ngân hàng Mỹ. Vâng, thế còn lại một số, thế còn chắc chắn là ở đây chúng ta nhìn thấy rồi đúng không, vốn chủ 16, mà trong khi cái tạm tính của fair value chỉ riêng HTM mà nhìn thấy ở cái thời điểm 31 tháng 12 là đã đến 15 tỷ rồi. Như vậy nó đã có vấn đề từ lâu rồi, mấy tháng trước rồi. Và nếu đến thời điểm tháng 3 mà rồi thì thậm chí là mình nghĩ là thế, theo báo chí đăng là đến 17 tỷ. Như vậy là âm vốn rồi, như vậy là cứ ông nào âm vốn là chắc chắn sẽ bị Felix là tiếp quản, và để đảm bảo an toàn cho người gửi tiền Mỹ thì họ sẽ phải xử lý thời điểm đấy. Như vậy là gu đúng không, là các ngân hàng liên quan đến tiền số này đúng không? Rồi liên quan đến các công ty khởi nghiệp này, là những gu doanh nghiệp là mạo hiểm đúng không, cá nhân mạo hiểm cao hơn, do đó đã bắt đầu dính đúng không? Và người ta dự đoán rằng thời gian tới đây đúng không?
thì có thể sẽ Fed sẽ chậm lại trong việc tăng lãi suất, đúng không? Bởi vì mặc dù mục tiêu cuối cùng chỉ là chống lạm phát, nhưng hiện nay là hiệu ứng phụ là chính các cái hệ thống ngân hàng Mỹ đang có vấn đề, đang đang bị ảnh hưởng. Do đó chúng ta ở Việt Nam là chứng khoán có khi lại vớ vẩn còn được lợi một chút, đúng không? Bởi vì mình thấy là chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ còn đang hôm nay giảm, đấy, rất lý tưởng. Vâng, đây là DXY trong vòng một tháng, đúng không? Thấy bắt đầu từ tháng 3 trôi rất nhanh, đúng không? Đấy. Như vậy hàm ý là thị trường người ta đang đoán ra đoán non là Fed sẽ không tăng nhanh lãi suất được, đúng không? Đấy, như vậy là chúng ta có thể thậm chí, đúng không, ở Việt Nam và có dòng tiền đến, đúng không? Và hôm nay thì thấy đúng là nhà đầu tư nước ngoài đã dòng rắn chạy vào mua. Vâng, theo bên VN-Index thì đây là 1.700, đây tại 900 này, đúng không? Như vậy là hôm nay mua dòng đến hơn 800 tỷ. Cũng có thể đấy chắc là các quỹ ETF người ta đổ tiền vào, đúng không? Như vậy là có lợi. Thế còn mức độ ảnh hưởng thì mình nghĩ là khả năng cao là không lớn, đúng không? Đánh giá là không lớn. Và lỗi lầm lớn nhất ở đây mà chúng ta rút ra, đúng không, là ông đã huy động ngắn và ông lại cho vay dài, đúng không, hoặc cho vay hoặc đầu tư dài. Đấy, thì tất nhiên là lãi suất kỳ họ kỳ hạn dài thì đương nhiên là bao giờ phần trăm cũng cao hơn là kỳ ngắn rồi, đúng không? Tất nhiên là chúng ta cần phải đánh đổi với an toàn, đúng không? Như vậy là cần phải cân đối giữa an toàn và lợi nhuận. Và lỗi lầm ở đây là họ đã tăng quá nhanh và thậm chí đến mức độ mình nhìn thấy là cho vay thì chỉ được có phần ba, còn lại thì dồn hết tiền đi đầu tư trái phiếu. Và như thế là không ổn. Bình thường thì ngân hàng đáng nhẽ là người ta phải dồn vào cho vay, đây thì lại dồn dồn quá lớn sang 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 trái phiếu, và nhất là kỳ thời kỳ tiền rẻ thì đấy gần như là đáy của trái phiếu. Đến lúc ngân hàng Trung Mỹ đấy là đỉnh của cái kia, mà đến lúc ngân hàng Trung Mỹ tăng lên thì giá trái phiếu chỉ có giảm xuống thôi. Và như vậy là đấy là như vậy là hôm nay mình sẽ tạm dừng đây, đúng không? Đại khái là nôm na là và vẫn đang tạm ổn, không vấn đề gì lớn, mặc dù là có thể tới đây sẽ có thể có một số ngân hàng nữa sẽ dính, đúng không? Ngân hàng nhỏ dính. Nhưng còn mình nghĩ là các ngân hàng lớn là Fed sẽ can thiệp, đúng không? Bởi vì cổ đông của Fed thì chính là các cái nhà tài phiệt lớn nhất, đúng không? Chính là các ngân hàng lớn nhất, và thậm chí là họ không thể để gọi là quá lớn để sụp đổ được. Do đó thì chắc chắn là sẽ can thiệp ngay, đúng không? Nếu các ngân hàng cỡ lớn mà có vấn đề. Rồi hôm nay mình sẽ tạm dừng ở đây. Buổi tới thì mình sẽ vẫn tiếp tục quay lại tiếng Anh nha. Ok. Như vậy có thể thấy tóm lại là tạm thời tình hình thì vẫn ổn. Và vấn đề ở đây chính nhất là FVB người ta đã chết ở chỗ thanh khoản. Khách hàng thì là khởi nghiệp, và trong thời kỳ mà ngân hàng Trung Mỹ Fed người ta tăng lãi suất trong suốt hơn một năm rồi ấy, thì dẫn đến là kinh tế khó khăn và buộc lòng là để tài trợ cho hoạt động thì họ buộc phải rút tiền về, và khi họ rút tiền gửi về thì đương nhiên là FVB phải có tiền thanh toán cho họ. À, trong khi kết cấu của FVB lại là huy động ngắn và lại cho vay siêu dài, đúng không? Cuối cùng để đảm bảo cho thanh khoản thì cuối cùng FVB buộc phải bán các cái khoản HTM cái ra, đúng không? Chứng khoán đầu tư nắm giữ ngắn hạn ra, và khi đã bán ra thì chắc chắn là cái khoản tạm lỗ kia bây giờ sẽ thành lỗ thật để lo cho thanh khoản. Và khi tất cả các thứ đều 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 đồn đoán lên, đúng không, khuyên rút tiền, đúng không, bởi vì bên đây theo tính theo fair value nghĩa là thực sự là âm vốn, đúng không? Do đó dẫn đến sự hoảng loạn là rút tiền, cuối cùng thì Felix phải tiếp quản. Mình nghĩ là có thể sẽ còn một số ngân hàng nữa, đúng không, tuy nhiên là việc này sẽ dần dần được ngân hàng Trung Mỹ người ta sẽ vào tiếp quản. Và theo như ước tính của mình ấy, theo như ước tính của mình thì là 151 tỷ mà không được bảo hiểm kia, hoàn toàn kia, thì nếu trong trường hợp cực xấu, đúng không? Rất xấu thì Phoenix người ta sẽ thanh lý hết các cái tài sản của bên FDB để người ta sẽ trả, và tất nhiên là không thể mất trắng 100% được, đúng không? Bởi vì đầu kia thì họ vẫn đang cho vay là các trái phiếu chính phủ, và đương nhiên là mức độ an toàn rất là cao, chẳng qua là giá trái phiếu giảm thôi. Thế thì trong trường hợp rất xấu thì mình nghĩ giỏi lắm chắc chỉ lỗ đến khoảng hai đôi chục phần trăm là cùng thôi, đúng không? Mình nghĩ là như vậy. Nếu trong trường hợp mà chính phủ Mỹ người ta ổn định nhanh, nếu như tuyên bố như trên báo kia thì khả năng là có thể sẽ không 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 bị mất, đúng không? Mình nghĩ là như vậy. Nên là quá trình này không phải là mất trắng mà chỉ đơn giản là rất có thể sẽ mất mát cho những người gửi tiền trên 200.000 đô, và mức độ mất ở đây thì mình nghĩ sẽ không lớn. Thì là phụ thuộc vào cái quá trình gọi là thanh lý, đúng không? Thanh lý các cái thanh lý cái tài sản ở FVB, thanh lý các cái khoản liên quan đến trái phiếu, đúng không? Còn cho vay nữa cũng sẽ phải vào xem lại hết các khoản cho vay của ngân hàng trước khi là sẽ chuyển hóa dần sang. Bởi vì như thông báo ở trên thì giả định bây giờ fair value đang âm khoảng 17 tỷ, trong khi vốn chủ là 16 tỷ, tức là mới âm có 1 tỷ thôi. Thế là đến thời điểm này là chính quyền đã vào gọi là can thiệp vào rồi, đúng không? Cho nên là nếu trường mà có bị sâu thêm chút thì chỏi lắm chắc lỗ thêm được khoảng tầm 1-2 chục tỷ, 1-2 chục tỷ trong cái tổng tài sản gọi là 200 tỷ. Như vậy là kể cả 20 tỷ thì cũng mới chỉ được khoảng tầm 10% thôi. Do đó thì rõ ràng là mức độ ảnh hưởng sẽ không lớn với cả chính người gửi tiền và ở FDB, đúng không? Còn nếu mà theo như chính quyền thông báo trong ngày hôm nay thì gần như là tiếp cận của tiền của mình, đúng không? Như thế thì gần như giống bị phạt Việt Nam rồi. Ok.